Chào bạn, ở clip hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái cách đấu dây theo kiểu hình sao và hình tam giác trong động cơ. Thì trước khi vào clip thì mình xin dành thời gian của các bạn vài giây để giới thiệu về cái khóa học lập trình PLC Micro 800 với phần mềm CCW của hãng Rockwell. Thì cái phần mềm này á, đầu tiên là mình giới thiệu cái phần mềm CCW sơ ha, là cái phần mềm này là một cái phần mềm miễn phí của Rockwell và nó cũng dễ sử dụng. Thì cái khóa học này là cái khóa học cơ bản. Nếu mà cái khóa học này thành công á, thì mình sẽ mở tiếp cái khóa học lập trình PLC Micro 800 nâng cao và các cái khóa học Studio 5000 ha. Thì các bạn có thể ủng hộ mình bằng cách đăng ký cái khóa học này ở cái phần mô tả bên dưới clip này. Thì mình sẽ để cái link đăng ký ở dưới, các bạn có thể đăng ký. Thì khóa học này gồm 7 bài. Bài đầu tiên là chúng ta sẽ tìm hiểu giới thiệu chung về cái hãng Rockwell Automation và các cái dòng PLC cũng như các cái phần mềm chúng ta dùng trong khóa học này. Cái bài thứ hai là chúng ta sẽ giới thiệu về cái dòng PLC Micro 800 và các cái mô đun mở rộng của nó. Và bài thứ ba là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách kết nối cũng như là cái khai báo địa chỉ cho PLC máy tính hoặc là liên kết trên cái phần mềm RS-Link và cái download cũng như là upload chương trình từ PLC về lại máy tính. Trong bài 4 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về vùng nhớ và cái tag trong PLC. Và bài 5 là chúng ta sẽ tìm hiểu về cái lập trình xử lý bộ định thời hay còn gọi là timer. Trong bài 6 thì chúng ta sẽ tìm hiểu về các cái lệnh số học cũng như là counter. Và bài 7 là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái xử lý tín hiệu analog hay tín hiệu tương tự đó. Thì đây là cái nội dung của khóa học. Các bạn có thể đăng ký khóa học. Thì khóa học này á, thì mình sẽ có mức giá là 700k. Thì nếu các bạn đăng ký trước ngày 1 tháng 6 á, thì giá của nó là 600k ha. Và các bạn sinh viên thì được giảm thêm 100k nữa. Như vậy nếu là các bạn là sinh viên đăng ký trước ngày 1 tháng 6 thì giá là 500k. Còn các bạn bình thường mà đăng ký ngày 1 tháng 6 thì có giá là 600k ha. Thì các bạn lưu ý ha. Rồi chúng ta sẽ vào cái nội dung clip hôm nay. Đây là chúng ta sẽ tìm hiểu về đấu tam giác, thì tiếng Anh nó còn gọi là delta và đây là ký hiệu của nó. Cái thứ hai là đấu sao. Đấu sao thì tiếng Anh gọi là star và đây là ký hiệu của nó. Thì có một số cái tên gọi khác nữa. Thì tí nữa chúng ta sẽ liệt kê thêm. Đây là cái sơ đồ mắc theo kiểu hình tam giác. Diagram of data connection. Đây là cái đấu nối thực tiếp, cái dạng theo kiểu hình tam giác ở trong một cái hộp bóc. Và đây là cái sơ đồ mắc theo kiểu hình sao. Và đây là một cái hình ảnh thực tế mắc theo kiểu hình sao ở trong cái hộp bóc. Rồi, ở đây thứ nhất mình nói ha. Thì cái hình đầu tiên là mắc theo kiểu hình tam giác. Thì các bạn thấy là U1 của chúng ta sẽ đấu với V2. V1 thì đấu với U2. V1 thì đấu với V2. Và cái U1 này, V1 này và V1 này sẽ đưa ra cái nguồn 3 pha của chúng ta. Đó. Thì cái cách mà nhớ mèo mà để mình nhớ cái hình này là đấu bằng cách gì, thì các bạn nhớ là cái tam giác chúng ta sẽ có 3 cạnh. Đây mình vẽ rõ ra cho các bạn thấy ha. Cái tam giác có 3 cạnh, 1 2 3. Một cạnh, hai cạnh, ba cạnh. Mà ở đây chúng ta có 3 cái mối nối này. Đây cái màu đồng, màu đồng này này có 3 cái. Đúng không? Đó, đây là cái mèo để các bạn sinh viên mới tìm hiểu thôi, còn các bạn làm lâu rồi thì cái này dễ rồi. Còn mắc theo kiểu hình sao ha, thì các bạn thấy hình sao thì nó chùm lại một chỗ đó, chùm lại một chỗ. Như vậy đây thì thanh này nó chùm lại, nó nối ba cái này lại chung, thì đó họ là mắc theo hình sao. Thứ hai là các bạn chú ý một điểm nữa, ở đây á, thì ở mắc theo kiểu hình sao thì W2, U2, V2 nó chung lại này, đấu chung này, U1, V1, W1 thì nó đưa ra nguồn 3 pha. Và cái một điểm nữa là mắc theo kiểu hình tam giác này này, thì ở đây nó ghi tiếng Anh là low voltage, có nghĩa là điện áp thấp. Và mắc theo kiểu hình sao này là high voltage này, có nghĩa là điện áp cao. Bạn lưu ý hai cái điểm này ha. Điện áp thấp mình để màu xanh đi, còn điện áp cao mình sửa lại màu đỏ đi. Đó, bạn lưu ý ha, hai cái điểm này này. Các bạn lưu ý là tam giác thì thấp, còn sao thì cao, điện áp á ha, điện áp. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy một số cái nhãn của một số loại động cơ. Loại đầu tiên là cái loại động cơ VHAM, công ty chế tạo máy điện Việt Nam Hungary, thì viết tắt là VHAM. Loại thứ hai là Dolin. Thứ ba là cũng có hãng nổi tiếng là hãng ABB. Và thứ tư là cái hãng cũng rất là nổi tiếng là hãng Siemens. Thì một số cái thông số này thì các bạn có thể chú ý. Thì ở đây viết theo nhiều cái chuẩn quốc tế hoặc là chuẩn Việt Nam, thì đây các bạn lưu ý nó cũng gần tương tự nhau thôi. Thì sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu về cái cách mà đọc cái nhãn, mà cũng như là cái cách chọn cái phương pháp đấu nối như thế nào cho một cái loại động cơ. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cái cách mà chọn cái cách đấu dây cho động cơ. Thì ở đây chúng ta có hai cái dạng của hai động cơ. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu một số các cái thông số ở trên cái nhãn ở bên trái. Nó ghi là 220 HP, thì đây là cái công suất của nó. 220 HP nó tương ứng với 160 kW. Nó có tần số tốc độ quay á, là 2970 vòng trên phút. Tần số của nó là 50 Hz. Hiệu suất là 90%. Cái giá trị cốt phí là 0.92. Và ở đây á, cái dòng khởi động của nó nó gấp 7 lần so với cái dòng định mức. Thì ở đây các bạn chú ý là nó có một số cái ký hiệu này này, delta trên sao này, và 380 trên 260 này, rồi 294 trên 170 này. Thì các bạn thổi này, thì khi tức là cái màng, đối với cái màng điện 380V á này, thì chúng ta sẽ chỉ có thể là mắc theo cái hình tam giác. Và cái tương ứng với cái dòng của chúng ta là 294A. Còn đối với cái màng điện của các bạn á, là 660V, thì các bạn chỉ có thể mắc theo kiểu hình sao, và tương ứng với là 170A. Thì đây, thì các bạn thấy không? Đây là mắc theo kiểu hình sao, và đây là mắc theo kiểu hình tam giác. Thì mắc theo kiểu hình sao á, thì cái u dây á, u mà mắc theo kiểu hình sao này thì nó là 660V, còn mắc theo kiểu hình tam giác thì 380V. Nhưng mà các bạn lưu ý, nếu các bạn dù có mắc theo hình sao hay hình tam giác thì cái giá trị u trên cái dây này này, mỗi cái cuộn dây này này, nó đều là 380V. Thì hai cái giá trị khi mà chúng ta mắc theo kiểu hình sao thì chúng ta phân biệt là nó có u dây và u pha. Còn mắc theo kiểu hình tam giác thì là cái u dây nó cũng chính là u pha. Và tiếp theo là chúng ta sẽ tìm hiểu cái nhãn ở bên phải chúng ta. Thì cái nhãn này các bạn thấy là có 3 HP, tương ứng với công suất là 2,2 kW. Hiệu suất của chúng ta là 80%. Tốc độ quay là 1435 vòng trên phút. Cái giá trị cốt phi là 0.384. Và nó cũng tương tự như vậy. Thì đây, khi các bạn cái mạng điện của chúng ta là 220V thì chúng ta chỉ có thể mắc theo cái hình tam giác, và cái dòng của chúng ta là 8.66A. Khi mạng điện của chúng ta là mạng điện 3 pha 380V thì chúng ta mắc theo kiểu hình sao, và cái dòng của chúng ta là 5.0A. Thì ở đây chúng ta có là cái u dây là 380V khi mắc theo kiểu hình sao, và khi u pha là 220V này. Đây, khi mắc theo kiểu tam giác thì u dây bằng u pha bằng 220V. Thì mình đã trình bày các bạn về cái cách đấu dây giữa hình sao cũng như hình tam giác. Hy vọng giúp ích của các bạn trong nghiên cứu cũng như học tập. Chúc các bạn học tập cũng như nghiên cứu tốt.